Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh COVID-19 tại bản Chảm Puông, xã Lượng Minh, ngành y tế đã phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Cùng với việc thành lập các chốt chặn kiểm soát người ra vào địa bàn bản Chảm Puông, từ rạng sáng nay, hơn 30 cán bộ nhân viên y tế chia làm 6 tổ, gồm 3 tổ truy vết, 3 tổ lấy mẫu triển khai công việc. Ngoài 119 trường hợp tiếp xúc gần được lấy mẫu ngay, thì tại các tổ cũng chia nhau đến tận từng hộ dân trong bản để lấy mẫu cộng đồng. Ngoài ra, lực lượng y tế cũng tiến hành phun khử khuẩn môi trường khu vực bệnh nhân sinh sống hoặc từng đến trước đó, thực hiện test nhanh cho một số trường hợp có biểu hiện lâm sàng như ho, sốt. Sau khi nghe là ở bản làng có dịch thì gia đình tôi cũng rất lo. Ngày bình thường như hôm qua con cháu thì có con là ở chung với ông bà cùng đi kiểm, đi hái là lượm cả khe. Mà sau khi phát hiện là ở nhà thôi, không đi mua cả. Người dân cũng lo lắng mà có đoàn của tỉnh đến đây, họ cũng nhiệt tình, chấp hành tốt vấn đề là cái chỉ thị 5K. Xét nghiệm lấy mẫu cả rồi, chúng tôi cũng rất an tâm. Là địa bàn nằm cách xa trung tâm huyện gần 50 km, dân bản Chảm Puông có 100% là người dân tộc Khơ Mú, cuộc sống dựa vào rừng núi là chính. Với đặc điểm địa hình phức tạp, bà con có tập quán sinh hoạt riêng, lại hầu hết không biết nói tiếng Kinh nên việc truy vết lấy mẫu khoanh vùng gặp không ít khó khăn. Tập quán sinh hoạt của đồng bào ở lâu nay cũng có nhiều cái. Nó quá trình dịch vào thì nó có những cái khó khăn cho các ngành chuyên môn trong việc tổ chức là truy vết cho một cách chính xác. Cái hai nữa là cái điều kiện về cơ sở hạ tầng, phương tiện máy móc nó thiếu, trong khi cái điều kiện là đường xã này khác đi lại phức tạp, cho nên là tổ chức cái lực lượng xuống phòng chống dịch chúng tôi gặp nhiều khó khăn hơn những nơi khác. Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, do chưa xác định được nguồn lây và qua điều tra dịch tễ cũng như kết quả test nhanh kháng nguyên, khả năng ở bản Chảm Puông còn xuất hiện thêm các ca bệnh COVID-19 mới. Cùng với đó, nếu không thực hiện tốt việc kiểm soát, giám sát địa bàn thì nguy cơ dịch bệnh từ bản này lan sang các bản lân cận cũng rất dễ xảy ra. Cái việc mà chưa kiểm soát được cái nguồn lây, chưa xác minh được một cách chính xác nguồn lây từ đâu ra thì có thể là chúng ta sẽ phải gặp phải những cái tình huống có những cái ổ dịch khác bùng phát trên những cái địa bàn khác dọc theo cái tuyến đường thông thường từ đây đến các cái đơn vị mạng. Chúng ta hy vọng rằng là với cái biện pháp kiên quyết ngay từ ban đầu, phong tỏa và xử lý dứt điểm, lấy mẫu cộng đồng toàn thể và rà soát hết tất cả các đối tượng có trên địa bàn thì chúng ta mong rằng là cái ổ dịch nó sẽ dừng lại ở mức độ này. Với tinh thần làm việc khẩn trương, đến đầu giờ chiều nay, lực lượng y tế đã hoàn thành việc lấy mẫu cộng đồng cho gần 700 người dân của 150 hộ ở bản Chảm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Toàn bộ số mẫu đã được gửi về CDC Nghệ An để làm xét nghiệm COVID-19 theo phương pháp PCR. Trong sáng nay thì cũng đã có thêm một số cái mẫu bệnh phẩm qua test nhanh có kết quả dương tính với COVID-19, và các cái trường hợp này thì đang tiếp tục được lấy mẫu bệnh phẩm để gửi về CDC Nghệ An làm kết quả khẳng định bằng PCR. Dự kiến chậm nhất đến ngày mai, toàn bộ số mẫu bệnh phẩm ở bản Chảm Puông, xã Lượng Minh sẽ có kết quả xét nghiệm PCR. Đây là cơ sở để chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn đề ra các giải pháp phù hợp tiếp theo. Mục tiêu là sớm kiểm soát, khống chế dịch COVID-19 trên địa bàn.